cái công thức tính của mình lúc nãy là chúng ta sẽ tính thời gian t giờ bằng t bắt đầu trừ mà do t lại t lâu thời đó bằng t kết thúc trừ t vào. Tí nữa mình làm bài này với cái thuật toán mới là SRTS hoặc là SDS không độc quyền thì chỗ này công thức chúng ta sẽ phải sửa lại, bởi vì với công thức này chúng ta không tính được. SRTS là gì? Chúng ta sẽ sử dụng cái thuật toán mà xem cái thời gian còn lại remain time, tức là còn lại. Ví dụ như là mình đang tính tiền, đang tính tiền, một người vào siêu thị với hai giỏ hàng, rất là nhiều hàng, nhưng mà có một bạn chỉ cần một bịch kẹo đấy thôi, và chúng ta cùng quy ước với nhau là ai mà hiện tại có số hàng ít nhất thì tính trước. Như vậy thì mặc dù cái người trước đó đã được tính tiền rồi, nhưng mà có người mới đến, chúng ta sẽ giải quyết trước. Như vậy cái này nó không công bằng nếu chúng ta dùng FIFO, tức là ai đến trước được tính trước. Nhưng nếu mà xét về cái mức độ hài lòng, về hiệu quả, cái thời gian chờ thì nó SRTF là hiệu quả hơn. Như vậy bài này chúng ta sẽ vẽ sơ đồ như thế nào, và với bài này chúng ta sẽ phức tạp hơn và chúng ta cẩn thận hơn nhiều tí xíu. Tương tự như vậy, thời điểm B0 vào, thời điểm 0, B1 vào, thì nó sẽ xử lý từ 0 cho đến 7, đó là việc chúng ta nghĩ. Như vậy, chỗ này, thầy sẽ ghi ở đây là B1. Nhưng mà, chưa có kết thúc là 7. Vì lý do của nó là không độc quyền. Vậy thì mình chờ để làm cái gì? Mình sẽ ước lượng là đến đây là 7 là kết thúc nè. Nhưng chưa có gạch xuống, bởi vì thực chất là chưa chắc là nó được thực hiện. Vậy mình chờ cái gì đây? Tại thời điểm 1, B2 vào, mình sẽ ghi ở đây là 1, B2 vào. Tại thời điểm này, mình sẽ xét giúp cho thầy. Thứ nhất là lúc nãy B1 làm. Vậy tại thời điểm này B1 còn bao nhiêu? Còn mấy? 6, đúng rồi, tại thời điểm là 1. Thì từ 0 đến 1 là B1 nó đã được phục vụ 1 rồi. Thì nó còn 6. Lúc này B2 là mấy? B2 là 5. Vậy thì người ta nói là thuật toán của chúng ta là shorting remain time. Như vậy remain là cái thời gian của B2 là nhỏ hơn. Cho nên tại thời điểm này B1 kết thúc tạm thời thôi. Như vậy cái chỗ mà kết thúc này chúng ta gọi là tiến trình này bị ngắt, chuyển ngữ cảnh. Chỗ này là chuyển ngữ cảnh này. Nó kết thúc B1, nó phải lưu tất cả những cái trạng thái của B1 lại và nó chuyển sang B2. Tương tự như vậy, chúng ta chỉ ghi được chỗ này là B2 thực hiện và chúng ta chưa kết thúc được tại thời điểm là 6. Chưa kết thúc bởi vì chưa biết trước là nó có được thực hiện hay không. Tiếp tục tại thời điểm là 2. Tại thời điểm là 2, B3 là. Vậy tại thời điểm này có gì cần xét hay không? Tại thời điểm là 2, chúng ta sẽ ghi xuống dưới này. Lúc này B1 xong chưa? Còn mấy? Nó được phục vụ đâu mà 5? Vẫn là 6. Bởi vì từ 1 đến 2 là phục vụ cho B2, còn B1 nó vẫn thế.
Vậy thì B1 vẫn là 6. B2 lúc này là mấy? Là 4. B3 là 5. Vậy thì lúc này B2 cũng là B3 là 6. Vậy lúc này B2 nó vẫn là nguyên nhân. Nhưng chúng ta có kết thúc nó được hay không thì phải tính tiếp. Tại thời điểm là 3 để 4 vào. Và tại thời điểm này chúng ta phải xét lại một lần nữa. Cứ bất kỳ có một tiến trình vào là chúng ta phải dừng lại để xét. Lúc này B1 còn 6, B2 còn mấy? Sao cũng được. Từ đây đến đây rồi mà. Lúc này còn 4 là tại thời điểm là 2. Cũng bây giờ qua thời điểm là 3 rồi. Thì chỗ này B2 nó còn 3. B4, B3 chứ? Là 6. Và B4 là mấy? B4 là 2. Kịp đến chỗ này không? Mình xét tại từng thời điểm. Vậy lúc này B4 là ngắn nhất. Được không? B4 là ngắn nhất. Vậy thì chỗ này B2 phải tạm thời kết thúc ở đây, nhường chỗ cho B4. Như vậy tại thời điểm 7 này là chúng ta không xét gì hết nè. Tại thời điểm này còn ai vào nữa không? Không vào. Cho nên B4 nó chỗ này là 1, chỗ này là 3. Vậy B4 nó sẽ được phục vụ là phục vụ 2. Thì nó sẽ kết thúc ở đâu? Ở 5. B4 kết thúc ở 5. Khi mà B4 kết thúc rồi thì chúng ta không cần phải ghi lại cái này nữa. Mà bản thân lúc này các tiến trình của chúng ta còn lại là như thế. Được không? Còn lại là như thế. Thì chúng ta sẽ phục vụ 3 trước. B2 trước. B2 phục vụ đến đâu? 8. Đến 8. Bây giờ trong trường hợp này có B1, có B3 cùng bằng nhau thì tùy. Ở chỗ này chúng ta nếu như mà phục vụ cộng, chỗ này chúng ta cộng thêm tại cái bài này ra nó hơi đặc biệt tí xíu. Mình đổi đi. Đổi chỗ này thành 8 đi. Bởi vì cái này nó sẽ thêm một cái yêu cầu khác nữa. 8 thì chỗ này còn 7. Chỗ này còn 7. Chỗ này còn 7 thì chúng ta dễ làm hơn. Khỏi mình suy nghĩ. Được không? Rồi. Như vậy đến đây, tại thời điểm là 8, B2 kết thúc rồi. B4 kết thúc luôn rồi. Chỉ còn B3 và B1. B3 ngắn hơn. Thì B3 là B3 nó cần nhu cầu là 6 là 10. 14 đúng không nè? 14. Và cuối cùng còn lại B1 phục vụ là 7 là 21. Đấy, như vậy chúng ta sẽ sửa đổi ra một trường hợp đó. Sao? Giả sử bằng nhau thì chúng ta sẽ có là cái tính đến cái chuyện là dùng FIFO. Dùng FIFO hay là để mà luân phiên là round robin. Như vậy lúc này chúng ta sẽ kết hợp hai cái từ khóa vô. Nếu như trong trường hợp lúc nãy là 6-6 thì nếu là FIFO thì ai trước là được nhường. Còn nếu mà chúng ta dùng thêm cái round robin, tức là xoay vòng để đáp ứng được cái chuyện là giảm cái thời gian chờ, thì các bạn B3 sẽ là trước. Round robin tức là mỗi người làm một ít, làm xong thì nhường cho người khác rồi xoay vòng ha. Nên trong trường hợp đó thì chúng ta sẽ nói sau. Thì sửa số 8 để cho nó dễ làm. Còn nếu mà trong trường hợp mà nó trùng hai cái 6 thì chúng ta sẽ kết hợp được toán. Như vậy bây giờ thời gian chờ, giả sử thời gian chờ B1, các bạn nghĩ nó chờ bao lâu hay nó không chờ? Bởi vì trạng thái
mà khi mà B1 nó bị interrupt, tức là bị ngắt á, thì lúc này ở cái vòng của mình là ready. Xong rồi vào gì các bạn? Chuyển trạng thái qua running đúng không? Running rồi trạng thái là terminal rồi kết thúc. Còn nếu không running thì nó quay trở lại là waiting, và quay trở về hẹn đợi lại lúc đầu là begin. Đó, những cái trạng thái của mình, những trạng thái của mình trong lúc mà mình học phần tiến trình đúng không? Như vậy thì hiện nay là nó đang chạy rồi nè, running rồi, nhưng mà đến số 1 thì nó ngắt rồi, nó chuyển vào tiến trình 2, tức là nó chờ. Vậy mình sẽ tính thời gian chờ của nó. Vậy làm sao mà tính được thời gian chờ cho cái dạng sơ đồ run mà phức tạp như thế này? Công thức bên kia, nếu thời gian bắt đầu từ thời gian vào thì B1 nó đâu có chờ đâu, nó bắt đầu là không. Nhưng mà thực chất là nó chờ máy đây, từ 1 đến từ 4 mình chờ 13. Về con số 13 đó làm sao tính, con số 13 đó làm sao tính? Vậy lúc này chúng ta sẽ đổi cái công thức lại để tính được cho nó phù hợp với cái bài toán này, thì t chờ của mình sẽ được sửa lại. Nó sẽ bằng cái gì? Bằng cái gì? Rồi, theo các bạn, bây giờ mình tạm tính đi. Mình tạm tính B1 nó chờ 13, B2 theo các bạn là chờ mấy? B2 theo các bạn là chờ mấy? B2 chờ 2, đúng rồi. B3? B3 chờ mấy? B3 là 8, nó vào là 2, chờ 6. B4 chờ mấy? Vào 3 được phục vụ luôn, tức là không chờ. Như vậy thì làm sao để chúng ta tính ra được con số này 13, 2, 6, 0? Ví dụ 13 đó, hoặc thời gian bắt đầu từ thời gian bắt đầu là thứ hai là cái 14 giờ, cho thời gian kết thúc là thứ nhất là 1. Vậy cái hai, cái hai hoặc thời gian bắt đầu ở lần thứ hai này là số 5 thì giờ cho lần kết thúc là thứ nhất là 3. Chưa có công thức đúng không? Nói chung là mình nhìn thôi, mình thấy thôi, chứ mình chưa có công thức. Như vậy công thức của mình sẽ là gì? Thời gian chờ. Vậy thì mình sẽ tính tổng thời gian, tổng thời gian mà nó ở trong hệ thống thì mình tính dễ nè, t kết thúc đúng không, trừ cho cái t xử lý là mình có được tổng thời gian. Không còn cái kia nữa, mình đến cái thời gian lưu hệ thống trước. Thấy là dễ. T luôn là nó sẽ bằng T kết thúc trừ cái gì? T vào. T luôn là tốt. Giống như T đúng không? T kết thúc trừ T vào. Như vậy trong quá trình mà nó nằm trong hệ thống, thì ngoài thời gian xử lý thì còn lại là thời gian gì? Thời gian chờ. Vậy mình có công thức chưa? Trong cả quá trình lưu hệ thống, ngoài thời gian xử lý là thời gian chờ, được không? Vậy thì có phải rằng thời gian chờ
là bằng tê lu trừ tế xử lý. Trong cả quá trình mà nó nằm trong hệ thống của mình thì nó sẽ được xử lý theo nhu cầu của nó. Ngoài thời gian được xử lý ra thì nó phải nằm chờ. Thì dựa trên cái lý luận đó chúng ta sẽ có được công thức như thế này. Còn nếu chúng ta không liên quan gì đến lưu hệ thống thì chúng ta sẽ viết công thức cụ thể ra là nó sẽ bằng T kết thúc trừ T vào trừ T xử lý. Đó, công thức của nó đầy đủ là như thế này. Vậy thì khi mà chúng ta làm bài với những cái bài toán phức tạp thì chúng ta sẽ sử dụng cái này trước. Đây, cái này là chúng ta ghi tạm thôi. Chúng ta sẽ làm cái T luôn trước. Nó sẽ bằng T kết thúc trừ T, T vào T chờ. Nó sẽ bằng T luôn trừ T xử lý. Đây là công thức tổng quan mà sau này chúng ta sẽ dùng. Chúng ta dùng tê lưu trước. Chúng ta tính tê lưu trước. Tê lưu là không trước bằng kết thúc trừ vào. Rồi tê chờ là bằng tê lưu trừ tê xử lý là xong. Vậy thì dựa trên công thức này chúng ta tạm thời tính bên này tê lưu bằng T kết thúc trừ T vào. Đối với lại B1 thì đối với B1 kết thúc là 21, T vào là 0 thì nó lưu ở hệ thống là 21. B2 nó kết thúc là 8, nó vào lúc nào? Nó vào là 1 thì nó lưu là 7 đúng không? B3 nó kết thúc là 14, nó vào lúc nào đấy? Vào 2, nó chờ 12, nó lưu hệ thống 12. B4 nó kết thúc là 5, nó vào hệ thống là 3, cho nên nó lưu hệ thống là 2, được không? Cái này là thời gian lưu hệ thống. Bây giờ chúng ta sẽ tính tiếp T chờ bằng T lưu từ T xử lý. Đối với B1, T lưu nó là 21 trừ 8 bán 13. Đối với lại B2, nó lưu hệ thống là 7, nó cần xử lý là 5, nó chở 2. Đối với lại B3, nó lưu hệ thống là 12, nó cần xử lý là 6, thì nó chở 6. Đối với lại B4, nó lưu hệ thống là 2, nó cần xử lý 2, cho nên nó lưu là 0. 13, 2, 6, 0 theo cái mà mình nhìn được đó. Cái này là cái mà mình nhìn, mình nhẩm ra. Còn cái này là dựa trên công thức mình tính ra. Sau này nếu các bạn học qua cái thuật toán là R, R là round robin thì nó không phải là đơn giản nhìn đây đoạn mà nó băm nhỏ cái quá trình của mình ra thành rất 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 nhiều cái đoạn nhỏ trong này. Cho nên công thức này là công thức mà chúng ta tính tổng quan, chúng ta tính thời gian lưu trước. Ngoài thời gian trong thời gian lưu hệ thống thì ngoài cái thời gian xử lý thì còn lại là thời gian chờ. Kịp không?
không kịp cho khoảng nữa 3 phút thì các bạn ngắm trước rồi có gì hỏi tiếp.